Xin chào anh chị các bạn, trên tay em là chiếc túi chống sốc dành cho chiếc MacBook Pro 16 inch đến từ thương hiệu Tom Tok. Đầu tiên thì chúng ta có thể thấy là về phần thiết kế bên ngoài là một chất liệu để chống bụi và chống nước rất là tốt của Tom Tok. Ngoài ra thì chúng ta bỏ máy sản phẩm vào thì chúng ta sẽ được bảo vệ 360 độ tất cả các góc cạnh như thế này. Về thiết kế thì chúng ta sẽ có một ngăn nhỏ phía ngoài để dùng để đựng phụ kiện. Ngăn chính là chúng ta sẽ đựng chiếc MacBook Pro 16 inch. Đây là ngăn chính của sản phẩm. Bên trong là một lớp đệm êm để khi mà chúng ta bỏ sản phẩm vào thì chúng ta sẽ được bảo vệ máy một cách hoàn toàn, một cách an toàn nhất có thể. Đây là ba những cái góc cạnh được bảo vệ 360 độ cho chiếc máy của chúng ta. Ngoài ra khi mà chúng ta nhìn vào những đường chỉ ở đây được may rất là tinh tế, rất là chắc chắn. Về phần dây kéo thì dây kéo này được làm từ công nghệ là IKK của Nhật Bản. Và trên tay em là chiếc MacBook Pro 16 inch. Khi mà chúng ta bỏ sản phẩm vào trong chiếc túi như thế này, chúng ta có thể thấy rất là gọn. Chúng ta chỉ việc kéo dây kéo sản phẩm lại như thế này thì chiếc túi cũng như là sản phẩm nó nằm gọn trên tay của chúng ta rồi. Và đây là xung quanh của sản phẩm này. Rất là đẹp, màu xanh navy. Và đây là toàn bộ sản phẩm của túi chống sốc dành cho chiếc MacBook Pro 16 inch.